Aquaseline, lăn nách không mùi đến từ châu Âu, nay đã có thêm dung tích 20ml. Có cái rượu này nha, mình mời mấy chị xui uống, xong rồi tối nay bà sai bí tỉ, hai đứa cháu mình tha hồ bùm chéo, bùm chéo. Chồng, chồng có biết là hôm nay mấy mẹ không có ở nhà không? Về lẹ lẹ đi. Để anh về liền, để anh về liền. Nhậu, chơi luôn. Chơi luôn. Chuyện lớn chứ. Mày không cho ai ngủ hết vậy hả? Cái thằng Thắng kia, trời ơi. Ba con là Tùng, con là Tùng, con là Tùng. Nè. Chuyện nhờ chú mày làm, chú mày chuẩn bị xong chưa? Anh hai cứ yên tâm, em chuẩn bị xong hết rồi. Hãy hửi thử miếng nè. Đây là bình rượu mơ size siêu cấp của em. Trời ơi, uống vô một cái thôi là size cắm đầu đó. Có cái rượu này nha, mình mời mấy chị xui uống, xong rồi tối nay bà size bí tỉ, hai đứa cháu mình tha hồ bùm chéo, bùm chéo. Bậy bạ, mày thiệt tình. Ba với chú ba nói cái gì mà con nghe bùng chéo khả nghi quá vậy? Ừ, còn để ý làm chi chuyện của chú ba con, nó tào lao. Mình phải mồi chài cho cháu mình nó hiểu chứ. Đây, chú giới thiệu với con, đây là bình thuốc nổ. Có cái bình thuốc nổ này rồi, tối nay hai đứa con tha hồ bùng chéo. Thôi, mày bớt chút xíu đi, trời ơi. À, con, mời mấy... chị xui xuống để mà ăn đám cưới hiệp hai với lại chú với ba con chứ. Con chào ba, chào chú. Con. Dạ, các mẹ của con đi hết rồi, chắc tính tối mới về lận á. Ủa, mà Khoa đâu? Ba với chú không dắt nó qua thăm con luôn. Đâu, cái thằng đó sáng mơ có nói nó đi dự hội thảo gì đó. Ba nói nó cẩn thận, coi chừng nó bị lừa đa cấp điều nhiều lắm á. Bây giờ mình chờ mấy chị xui về mình xử cái này anh hả? Rượu này á, nó thiệt là đem qua đây, chị xui mà uống chừng một ly rồi mỗi chị lật gọng hết giờ. Thì bởi vậy. À, chú, nãy trên lầu con nghe cái mùi thơm là từ cái này đúng không chú? Quý con lắm á, thiệt, con khen rượu của chú thì không lẽ nào chú mời con thưởng thức thử một ly cho biết cái này là cái gì. Trời, rượu siêu cấp của chú ha con. Dạ, cho con xin phép thử một miếng. Thử một miếng đi nè con. Dạ, con xin phép. Quý con lắm á, lễ quý lắm á. Ê anh, không lẽ giờ nó uống một mình buồn hay là hai đứa mình cùng ly với nó cho vui. Hai đứa nào? À, em với anh á. Hai anh em mình, hai đứa mình. Trời, dạ thầy vui quá. Rồi mày hổn quá. Đây rồi rót. Cho anh thử miếng nha. Nâng lên cái vô nè. Dạ. Trời, công nhận cái rượu mơ mấy chục năm của chú xịn thiệt ba ha. Ấm lòng liền á. Nhưng mà thấy đơn điệu. Đúng rồi anh. Con. Dạ. Gái rượu của ba. Dạ. Xuống bếp coi làm dĩa mồi lên đây con. Dạ. Lắm rồi, được con đi làm mồi cho ba đi chú. Lên coi, hết chứ. Hết luôn hả chú? Chú mà, uống hết chứ chú. Dạ, từ từ mày. Đó, biết nghe lời. Quý thằng cháu rể này quá, phải có phần thưởng cho nó liền. Anh hai mày chọn mà. Thì bởi vậy bây giờ nè. Gì vậy? Bây giờ là quý nó quá, nên phải có phần thưởng cho nó. Giờ ngày hôm nay, chú sẽ thưởng cho con một bài hát. Chú sẽ làm ca sĩ và chú sẽ trình diễn cho con coi luôn. Trời ơi, làng hơi của mày chỉ để thổi lửa với đuổi gà thôi. Mày hát ai nghe? Đây là bây giờ lúc mà em để em chứng tỏ nè. Đây thể hiện nè. Mày hát bài gì? Bài hát của em là một bài hát rất thuộc lòng những lời nhưng mà quên cái tựa rồi. Em hát là anh biết bài đó bài gì liền. Hát coi. Chú biểu diễn luôn nha con. Dạ. Khi con tim chú còn đập. Ôi trời ơi, tưởng bài gì, bài này
đi tắm mày cũng hát nữa. Cái đó là những cái lúc mà mình tập vợt. Mình phải tập vợt, phải kỹ lưỡng mình mới biểu diễn được chứ anh hai. Lúc mà mình tắm là mình lõa lồ, mình không mặc đồ. Bây giờ mình có trang phục vô mình đầy đủ rồi. Rồi hát tiếp đi. Mình biểu diễn liền chứ. Tiếp đi. Hồi nãy tới khúc nào? Thì hát tới khi con tim lõa lồ. Cái gì? Con tim còn đập chứ lõa lồ là lúc đi tắm ông ơi. Khổ quá, tỉnh táo lên biểu diễn nè. Đây con, xin lỗi con ngồi xuống đây coi. Coi chú biểu diễn nè con, ngày hôm nay chú sẽ làm ca sĩ biểu diễn cả nhà coi. Khi con tim gì đó. Khi con tim ta còn đập. À. Chú muốn nói chú yêu con. Chú. Khi đôi môi chú còn đỏ mọng. Chú muốn nói chú hôn con. Này. Thích thương quá. Cho em hôn nó một cái thiệt. Tới đây khoái. Tới đừng có làm tầm bậy. Tới. Trời ơi. Ôi cái gì vậy anh hai? Mày làm gì vậy Thắng? Mày chà cái bàn chải mày vô mặt tao nhột. Anh đừng có ghen tị với cháu rể mình như vậy. Em hôn nó một cái rồi em hôn anh cũng được. Làm cái gì phải ghen tị như vậy. Đó con thấy ba con không? Trời hung tự nhiên, còn bây giờ phải lấy cồn sát trùng liền mới được. Thôi mày vô ly đi ha. Vô vô ly để mà xúc miệng đi. Anh thiệt luôn á, tự nhiên rồi. Vô đi cháu. Vô. Đây chú gói rồi con. 1, 2, 3 vô. Đây, dậy nữa. Nữa chứ. Dậy nữa. Vô. Vậy vô. Cái giờ này mà cái ly mày chưa uống xong nữa hả? Vậy uống rồi nãy giờ ly này đi không biết xíu mấy chục rồi đó. Vô anh ơi, vô. Thôi đi về. Đi về. Vậy anh ba, chú ba, hai người tỉnh táo lại giùm con đi. Hôm nay anh bắt xe đưa chú với ba về. Không cần thiết, con ở nhà đi, tự chú về cũng được. Chú tự chú về được. Đừng có nói chú thiệt. Chú sẽ tự động chú về. Không có nói dịu dàng được. Được không chú? Sao không được? Chú coi chừng chú ơi. Coi chừng gì? Chú ổn chú không về được không? Chú tự chú về được, mày yên tâm đi. Chỉ đôi môi chú còn đỏ mà. Nữa mày hát bài đó mày đó. Ây ây ây. Rồi đó, coi chừng đó chú. Chú về được không? Đi, chú còn tỉnh tao. Đi, ê, dưới cái cạnh bàn con. Đau quá con. Dạ. Mày bỏ cái cạnh bàn mà. Giữ vô đau. Tao ra. Ba để con gì ba ra nha ba. Ừ, gái. Dạ. Con đi mới có mấy bữa mà ba nhớ con quá. Dạ, con cũng nhớ ba lắm á mà ba ơi, hay là ba để bữa khác ba nhớ con. Ê về. Dạ, giờ ba về hai vợ chồng con ngủ sớm à. Dạ. Đi ba. Để anh đỡ ba cha. Ba cẩn thận ba, cái gì dướng dướng ba. Nó biết mà mày. Ngay! Ngay đâu rồi? Ngay, tao nè. Trời ơi, xỉn đi đâu, chậm. Anh, đi sớm nha, sớm đi em nha. Ok. Alo, dạ con nghe nè mẹ. Hồi nãy mẹ đang tính về. Cái bà Năm bà năn nỉ dữ quá nên thôi ở lại luôn. Hai đứa cứ ngủ sớm đi, khỏi chờ cửa hai mẹ nha. Tối nay mẹ không về hả? Dạ con biết rồi, con nhớ mẹ lắm á. Dạ có gì mẹ tranh thủ sáng mai mẹ về sớm tụi con nha. Dạ con chào mẹ. Từ từ ba. Chú sao rồi chú? Chú đi được không? Để con... Chú tự đi được. Để con cổng chú vô được không? Để chú tự đi. Rồi vậy chú tự đi nha. Tự đi con cổng, đi con cổng nha, đi con cổng. Chú tự đi được. Chú tự đi được. Dạ. Đó, thấy chưa? Thấy tôi đi không? Dạ thấy, con thấy rồi. Thấy tôi đi chưa? Dạ. Cháu cùng tên. Dạ. Rồi. Rồi.
Em tự đi được. Tự đi được đâu anh chị. Anh nghe nè vợ. Chồng, chồng có biết đó là hôm nay mấy mẹ không có ở nhà không? Về lẹ lẹ đi. Miu 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 miu. Đó đó đó. Để anh về liền, để anh về liền. Nhậu tới luôn. Ơ trời đất ơi. Ơ chơi nữa. Chuyện lớn tiếng. Mày không cho ai ngủ hết vậy hả? Cái thằng Thắng kia trời ơi. Ba con là tụng, con là tụng, con là tụng. Đây chơi uống rượu dạ. Phải sai phải xịn. Nhưng mà giờ ba với lại chú xịn quá rồi, giờ sao mình uống được nữa? Trời ơi, chú lên lầu lấy bia. Nói mày tao xịn, nào nữa tao xịn nè. Tao mà xịn cái gì, rồi cái gói này được nè. Ba lấy bia cho. Lấy lầu lấy bia cho. Chú tự đi được. Đón xem bộ phim Kiếm Chồng Cho Mẹ Chồng được phát sóng vào lúc 19:55 từ thứ 2 đến thứ 5 trên kênh HTV7. Colorman Foodmart hân hạnh đồng hành cùng bộ phim Kiếm Chồng Cho Mẹ Chồng.